Sau đây là thể lệ của phần thi xứng danh đất học. Phần thi có các gói câu hỏi 40, 60, 80 điểm. Gói 40 điểm gồm 2 câu 10 điểm và 1 câu 20 điểm. Gói 60 điểm gồm 1 câu 10 điểm, 1 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Gói 80 điểm gồm 1 câu 20 điểm và 2 câu 30 điểm. Mỗi thí sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây. Thí sinh trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai hoặc hết thời gian quy định là 15 giây thì một trong ba thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông nhanh. Thí sinh trả lời đúng giành được điểm, trả lời sai sẽ bị trừ nửa số điểm của câu hỏi. Mỗi thí sinh được đặt ngôi sao may mắn một lần. Trả lời đúng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai sẽ bị trừ số điểm của câu hỏi đó. Đã đến phần thi cuối cùng của cuộc thi chung kết ngày hôm nay. Và trước khi các bạn đến với phần thi cuối cùng này, chương trình muốn dành tặng cho các bạn một món quà nhỏ gọi là động viên tinh thần. Món quà đó là gì? Mời các bạn thí sinh cũng như là quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi. Các bạn hãy cứ bình tĩnh, thật sự bình tĩnh, tự tin. Mình không có lo sợ gì hết. Cứ cố gắng trả lời thật tốt các câu hỏi đặt ra và hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh. Em mong là mọi người sẽ không còn gì liên tiếp sau khi tham gia cuộc thi này nữa. Và mọi người sẽ xem nhau là bạn, chứ không phải là đối thủ của nhau. Mỗi khi mà các em cảm thấy hơi mất bình tĩnh thì các em có thể hít một hơi thật sâu và nhớ lại là mình đến đây vì mục đích gì. Điều quan trọng nhất các em có được sau cái cuộc thi này nó sẽ là nhiều hơn là những giải thưởng. Dòng dõi một nhà, Địa Linh Nhân Kiệt, Sĩ Phu Khí Tiết, Tư Chất Thông Minh, Xứng Danh Đất Học. Những lời chúc từ các bạn quán quân ở mùa trước hy vọng rằng đã tiếp thêm cho các bạn những sự bình tĩnh, tự tin, thể hiện bản lĩnh để chinh phục được vòng nguyệt quế ngày hôm nay. Và người sẽ tham gia thi phần thi xứng danh đất học đầu tiên chính là bạn Thảo Như. Vâng, Thảo Như thân mến, hiện tại thì anh đứng bên cạnh bố của em, chú Lê Văn Vinh. Và theo dõi từ đầu chương trình đến bây giờ thì các bạn cổ động viên trường Thái Phiên có đặt cho em một biệt danh rất là hot, đó là tàu siêu tốc, với những màn bứt tốc hết sức ngoạn mục và giành được những điểm số rất cao ngay từ những giây đầu tiên. Và thưa chú, thì theo dõi phần thi của cô gái mình ngay từ đầu chương trình thì ngồi ở hàng ghế cổ động viên thì chú có cảm xúc như thế nào và chú có điều gì muốn nhắn gửi đến bạn Thảo Như? Khi mà ngồi ở hàng ghế thì tôi thấy rất là hồi hộp và những điều rất vui ở những vòng thi đầu, nhưng không may ở vòng thi thứ ba. Tôi hy vọng rằng cho đến lúc này Thảo Như còn một cái vũ khí rất lợi hại nữa, đó là sự bản lĩnh. Lúc này bản lĩnh của con cần phải lên tiếng. Hy vọng con sẽ hoàn thành tốt phần thi còn lại. Vâng, hy vọng với điểm tựa là người cha của mình cũng như lời chúc hết sức tuyệt vời như vậy thì Thảo Như em hãy tự tin và giành chiến thắng. Chúc em thành công. Xin được cảm ơn ba của Thảo Như và cảm ơn Long Phi. Và hy vọng rằng bản lĩnh của Thảo Như sẽ lên tiếng ở phần thi này. Chúc cho bạn sẽ thật thành công với sự lựa chọn của mình. Và bây giờ xin mời bạn lựa chọn gói câu hỏi. Chị em lựa chọn gói câu hỏi 80 điểm. Thảo Như lựa chọn gói câu hỏi 80 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gói câu hỏi của bạn Thảo Như. Câu hỏi đầu tiên trong gói câu hỏi của bạn như sau. Tìm diện tích lớn nhất của hình thoi trong tất cả các hình thoi có cạnh bằng 3 và giải thích. Thời gian suy nghĩ cho bạn bắt đầu. Câu trả lời của em là bằng 9, bởi vì tứ diện có diện tích lớn nhất là tứ diện vuông. Xin mời các thầy cô trong ban cố vấn cho ý kiến về câu trả lời của bạn Thảo Như. Alo. Có chấp nhận hay không ạ? Câu trả lời của em hoàn toàn chính xác. Xin được cảm ơn các thầy cô và xin được chúc mừng Thảo Như. Bạn đã ghi thêm được 20 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai trong gói câu hỏi 80 điểm của bạn Thảo Như. Bạn có đặt ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ có. Cho dãy số 1, 3, 6, 10, 15, 21. Biết số hạng thứ N của dãy số đã cho bằng 496. Tìm N. Thời gian cho bạn bắt đầu. Chị N bằng 31. 31.
Tôi có thể hỏi tại sao lại là 31 không ạ? Thưa chị, quy luật của dãy số này là số hạng thứ n sẽ bằng n nhân n cộng 1 chia cho 2, và số hạng bằng 496 thì n sẽ bằng 31. Vâng, bạn đã tính toán rất là nhanh và vô cùng chính xác. Xin được chúc mừng Thảo Như. Và với việc lựa chọn ngôi sao hy vọng thì bạn đã ghi được 60 điểm ở câu hỏi này. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng trong gói câu hỏi của bạn Thảo Như. Câu hỏi 30 điểm có nội dung như sau. Cho hai cốc thủy tinh chứa hai dung dịch HCl có nồng độ khác nhau. Mô tả thao tác đơn giản để thu được hai cốc thủy tinh có nồng độ dung dịch HCl bằng nhau mà không làm tiêu hao dung dịch HCl. Thời gian suy nghĩ cho bạn, bắt đầu. Thưa chị là pha hai dung dịch vào nhau và sau đó chia hai ra lại thì chúng ta sẽ có dung dịch có nồng độ bằng nhau, tức là pha trộn lại và chia ra. Lại một lần nữa xin mời các thầy cô trong ban cố vấn tư giúp ở câu hỏi này ạ. À, vâng, xin chúc mừng câu trả lời của em hoàn toàn chính xác. Vâng, vâng, xin được chúc mừng Thảo Như, bạn đã ghi thêm được 30 điểm nữa. Vâng, quả là một phần thi vô cùng xuất sắc. Thảo Như đã ghi được trọn điểm ở bộ câu hỏi này là 110 điểm và số điểm hiện tại của bạn đang là 300 điểm. Xin được chúc mừng Thảo Như. Và người thứ hai sẽ tham gia phần thi xứng danh đất học là bạn Văn Hiệu. Vâng, bây giờ thì tôi đang có mặt bên cạnh ba của bạn Hồ Văn Hiệu là chú Hồ Văn Thành. Thưa chú, Văn Hiệu sắp bước vào phần thi hết sức quan trọng ở phía trước, thì chú có điều gì muốn nhắn gửi đến Văn Hiệu của chúng ta hay không? Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy, cô giáo, kính thưa các quý khán thính giả của Đài Truyền hình Quảng Nam, lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị, chúc quý vị một lời chúc sức khỏe. Đến với trận chung kết này, ba chúc con bình tĩnh, tự tin và vui vẻ. Dẫu biết rằng hành trình nào đường xa vạn dặm cũng bắt đầu từ đôi chân nhỏ bé. Dẫu biết rằng với đôi chân mệt nhòi nhưng ta vẫn cười cho ngày mai. Ba chúc con giữ vững ước mơ cho ngày hôm nay và mai sau. Chúc con thành công. Xin cảm ơn quý vị ạ. Con có những gì Văn Hiệu đã đạt được thì tôi tin rằng Văn Hiệu sẽ hoàn thành thật tốt phần thi của mình. Chúc bạn may mắn. Xin được cảm ơn ba của Văn Hiệu và xin được cảm ơn Thanh Nhi. Văn Hiệu lúc này thì tâm trạng của bạn như thế nào ạ? Dạ bình thường vậy. Vâng, và hy vọng rằng sau khi nghe những lời chia sẻ từ ba mình thì bạn đã có thêm động lực để mà cố gắng hoàn thành thật tốt cái phần thi này. Bây giờ bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi. Dạ 60 điểm. Văn Hiệu lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác nhọn ABC, biết BC bằng R, tính số đo của góc A. Thời gian suy nghĩ cho bạn, bắt đầu. 60 độ. Văn Hiệu đã đưa ra đáp án là 60 độ. Rất tiếc đáp án này chưa chính xác. Và cơ hội cho ba thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu. Như vậy cả ba thí sinh của chúng ta cũng chưa thể đưa ra được đáp án. Và đáp án chúng tôi nói đến ở đây là đáp án 30 độ. Chúng ta có R bằng BC bằng 2R sin của góc A. Như vậy sin góc A sẽ bằng 1 phần 2. Và vì góc A là góc nhọn nên góc A là 30 độ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai trong gói câu hỏi của bạn Văn Hiệu. Câu hỏi 20 điểm có nội dung như sau.
Nhiệt độ trung bình năm cao trên 25 độ C và lượng mưa dồi dào, phổ biến vào buổi chiều và ổn định ở mức trên 2.000 mm mỗi năm là đặc trưng cho kiểu khí hậu nào? Thời gian suy nghĩ cho bạn bắt đầu. Chỉ là nhiệt đới ẩm gió mùa. Rất tiếc đáp án của bạn Văn Hiệu chưa chính xác. Cơ hội cho ba thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu. Đáp án mà chúng tôi muốn nói đến ở đây chính là kiểu khí hậu xích đạo ạ. Vâng, và như vậy là Văn Hiệu chỉ còn một câu hỏi cuối cùng trong phần thi xứng danh đất học. Và trước khi bạn đến với câu hỏi này thì tôi có một lưu ý là nếu như các bạn muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng ở phần thi này thì các bạn hãy đưa ra quyết định trước khi tôi đưa ra nội dung câu hỏi. Vậy thì Văn Hiệu có lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi này không? Dạ có. Vâng, Văn Hiệu lựa chọn ngôi sao hy vọng và chúc bạn sẽ thật thành công với ngôi sao hy vọng này. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho Văn Hiệu được không ạ? Câu hỏi cuối cùng trong gói câu hỏi của bạn Văn Hiệu như sau. Đây là loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng của ngư dân vùng biển, đặc biệt là ở Quảng Nam. Xem đoạn video clip và cho biết tên của loại hình diễn xướng này. Xin mời đoạn video phần 4 gói 60. Gói 4, câu 3, môn âm nhạc. Trong những ngày đầu năm, ngư dân tề tựu về lăng cá ông tổ chức lễ hội cầu ngư trước chuyến đi biển đầu năm. Cầu mong ông đem mồi dẫn cá sớm trưa, giúp người chài lưới dư thừa ấm no. Thời gian suy nghĩ cho Văn Hiệu bắt đầu. Đã hết thời gian và Văn Hiệu chưa đưa ra được đáp án. Cơ hội cho ba thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu. Chúng tôi đã nhận thấy tín hiệu chung từ bạn Bích Trâm và Thảo Như. Bích Trâm là người đưa ra đáp án, đưa ra tín hiệu chung nhanh hơn ở 0 giây 921. Xin mời Bích Trâm. Câu trả lời của em là múa hát bả trạo. Bạn múa hát bả trạo. Múa hát bả trạo. Vâng, và đó chính là đáp án chính xác của chúng tôi. Xin được chúc mừng Bích Trâm. Bạn đã ghi thêm được 50 điểm và rất tiếc chúng tôi phải trừ đi của bạn Văn Hiệu 30 điểm. Và Văn Hiệu cũng vừa hoàn thành phần thi xứng danh đất học của mình. Và số điểm hiện tại của bạn đang là 35 điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi xứng danh đất học dành cho bạn Bích Trâm. Vâng, Bích Trâm thân mến. Lúc này đây, anh đang đứng bên cô giáo chủ nhiệm của em, cô Lê Vũ Châu, chủ nhiệm lớp 12 trên 1 trường Trung học phổ thông Trần Quý Cáp. Và em đang có số điểm cũng khá là cao trong 3 bài thi. Và chúng ta hãy cùng nghe lời động viên của cô trong chương trình nhé. Bích Trâm ơi, đây là chặng đường cuối cùng của em trong cuộc thi này. Cô mong em hãy bình tĩnh, tự tin, chiến thắng bản thân mình và chinh phục được những gì mà em mong muốn. Cô và các bạn học sinh Trần Quý Cáp luôn ở bên em. Bích Trâm ơi, cố lên. Và chúc cho Bích Trâm sẽ bứt phá ở những giây phút cuối cùng. Và hãy cố lên em nhé. Xin mời MC. Xin được cảm ơn cô và cảm ơn anh Phúc Hoàng. Sau khi nghe những lời động viên chia sẻ từ cô giáo của mình thì Bích Trâm sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào đây? Dạ, em chọn gói 80 điểm. Bích Trâm lựa chọn gói 80 điểm. Và tôi chúc bạn sẽ thật thành công với sự lựa chọn này của mình. Câu hỏi đầu tiên trong gói câu hỏi của bạn có nội dung như sau.
Tại sao cây kim sắc dính mỡ nổi được trên mặt nước? Thời gian suy nghĩ cho bạn bắt đầu. Là dựa vào sức căng mặt nước và trọng sẽ khiến cho trọng lực của cây kim nhỏ hơn lực đẩy Archimedes nên là được nó sẽ được nổ lên như mặt nước. Dạ, xin nhờ sự trợ giúp của các thầy cô trong ban cố vấn. Có chấp nhận câu trả lời của Bích Trâm hay không? Vâng, câu trả lời của em là chưa chấp nhận được. Cảm ơn thầy. Như vậy là câu trả lời của Bích Trâm chưa chính xác. Và cơ hội cho ba thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu. Xin mời Thảo Như. Thưa chị, câu trả lời của em vì trọng lực của cây kim khá là nhỏ, cộng thêm mỡ là một chất là có khối lượng riêng là nhỏ hơn nước, cho nên mỡ không tan trong nước, mỡ nổi lên, cho nên là cây kim dính mỡ sẽ nổi lên trên. Dạ, xin mời thầy cô trong ban cố vấn tư vấn giúp ạ. Vâng, câu trả lời của em vẫn chưa được chấp nhận. Xin được cảm ơn thầy và rất tiếc chúng tôi phải trừ đi của Thảo Như 10 điểm. Xin nhờ thầy giải thích luôn giùm đáp án này. Cái này là câu hỏi trong sách giáo khoa, tức là cây kim nó dính mỡ ấy, là giữa cây kim với lại cái mặt nước nó không dính ướt. Và vì vậy lực căng mặt ngoài nó có tác dụng là nó cân bằng với trọng lực của cây kim. Xin được cảm ơn thầy. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai trong gói câu hỏi của bạn Bích Trâm. Câu hỏi 30 điểm. Bích Trâm có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Không. Bạn không lựa chọn ngôi sao hy vọng và chúng ta cùng đến với câu hỏi này. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Dịch nghĩa, đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Hai câu thơ trên trích trong bài thơ nào của tác giả nào? Thời gian suy nghĩ cho bạn, bắt đầu. Tính dạ tứ của Lý Bạch. Rất tiếc đáp án của Bích Trâm chưa chính xác. Cơ hội cho ba thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu. Vâng, đây là một câu hỏi văn học và nó có tới 30 điểm như vậy cũng không hề dễ dàng đúng không ạ? Bài thơ mà chúng tôi nói đến ở đây là bài thơ Cáo Tật Thị Chúng, tức là Có Bệnh Bảo Mọi Người của Mãn Giác Thiền Sư Đời Lý. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng trong gói câu hỏi 80 điểm của bạn Bích Trâm. Câu hỏi có nội dung như sau. Cho đoạn chương trình, kết quả bằng bao nhiêu? Thời gian suy nghĩ cho bạn, bắt đầu. Câu trả lời của em là 6. Đáp án của bạn là bao nhiêu ạ? 6. 7. Bích Trâm đã đưa ra đáp án cuối cùng là 7. Và đó chính là đáp án chính xác ở câu hỏi này. Xin được chúc mừng Bích Trâm. Bạn vừa ghi thêm cho mình được 30 điểm. Và câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại phần thi xứng danh đất học của Bích Trâm. Và số điểm của bạn là 210 điểm. Đã có 3 thí sinh hoàn thành phần thi xứng danh đất học và thí sinh cuối cùng sẽ tham gia phần thi này là bạn Quỳnh Hương. Vâng, Quỳnh Hương. Và hiện tại thì chị đang có mặt bên thầy Đào Kim Tân, thầy hiệu trưởng của trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh. Và trước khi bạn bước vào phần thi cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với thầy. Thưa thầy, theo dõi Quỳnh Hương ngay từ đầu thì thầy đánh giá như thế nào về phần thi của bạn cũng như có lời nhắn nhủ gì đối với bạn trước khi bạn bước vào phần thi cuối cùng? Vâng. Ở đây là cái phần thi chung kết. Câu hỏi thì rất là khó, rất là hay. Thầy thấy rằng là các thí sinh thi đấu rất là tốt và em cũng đã thi đấu tốt và vượt qua các cái bạn với cái áp lực rất là tuyệt vời. Trong cái phần thi còn lại, thầy cũng mong rằng em hãy bình tĩnh, tự tin và chiến thắng, chọn cái gói câu hỏi mà em thấy rằng là phù hợp với sức của mình
trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh đang mong chờ tin chiến thắng của các em và chúc tất cả bốn em trong phần thi chung kết này đều thắng lợi theo cái mong ước của mình. Vâng, Quỳnh Hương, và chị cảm thấy là em là một cô gái tự tin khá thông minh và chúc em may mắn. Xin được cảm ơn thầy và cảm ơn Kim Quảng. Quỳnh Hương thân mến, chỉ còn một lượt thi cuối cùng của bạn thì cuộc thi chung kết năm của chúng ta sẽ kết thúc. Và hiện tại thì số điểm của bạn cũng như là bạn Thảo Như thì chênh lệch không nhiều, 260 và 290. Cái sự lựa chọn của bạn bây giờ không chỉ quyết định đến kết quả của bạn mà còn quyết định đến kết quả cuộc thi chung kết của chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra sự lựa chọn gói câu hỏi của mình. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào ạ? Thưa chị, em chọn gói câu hỏi 40 điểm. Bạn lựa chọn gói 40 điểm. Chúc cho Quỳnh Hương sẽ thật thành công ở phần thi này. Câu hỏi đầu tiên của bạn có nội dung như sau. Cầu thủ nam nào đoạt được nhiều cúp vô địch bóng đá thế giới nhất ở vị trí cầu thủ? Thời gian suy nghĩ cho bạn, bắt đầu. Câu trả lời của em là Messi. Tôi biết bạn cũng là một fan hâm mộ bóng đá, tuy nhiên đáp án vừa rồi chưa chính xác ạ. Cơ hội cho ba thí sinh còn lại, thời gian bắt đầu. Xin mời Thảo Như. Chị, câu trả lời em là Pele. Pele ạ. Bạn có biết số lần là bao nhiêu không ạ? Dạ, thứ nhất thì em nghĩ đây là vua bóng đá, thứ hai thì em nghĩ là ông thuộc đội Brazil. Brazil là đội tuyển mà vô địch nhiều nhất, cho nên là em đoán. Bạn có theo dõi bóng đá không ạ? Dạ, em cũng khá thích, nhưng mà thời đại của Pele thì lúc đó em còn nhỏ nên em không biết nhiều. Vâng, và tôi thấy cái suy nghĩ của bạn cũng rất là logic ạ. Vâng, và đó chính là đáp án của chúng tôi, Pele. Xin được chúc mừng Thảo Như, bạn vừa ghi thêm được 10 điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai của bạn Quỳnh Hương. Và bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ không ạ. Bạn không lựa chọn ngôi sao hy vọng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai của bạn Quỳnh Hương. Vì sao cây mọc dưới tán rừng thường chứa nhiều diệp lục B? Thời gian suy nghĩ cho bạn, bắt đầu. Thưa chị, là về cây mọc dưới tán rừng thường thiếu ánh sáng nên là chứa nhiều diệp lục B. Mời sự trợ giúp của các thầy cô trong ban cố vấn. Có chấp nhận đáp án của bạn Quỳnh Hương không? À, đáp án của em chưa được chấp nhận. Xin được cảm ơn cô. Và như vậy, cơ hội cho ba thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu. Và đề nghị các bạn cổ động viên hết sức là trật tự. Chúng ta vẫn còn đang trong cuộc thi. Như vậy đã hết thời gian và các bạn thí sinh còn lại cũng chưa thể đưa ra được câu trả lời. Câu trả lời của chúng tôi là dưới tán rừng rậm chủ yếu là các tia sáng có năng lượng lớn, bước sóng ngắn. Vì vậy, cây dưới tán rừng thường chứa nhiều diệp lục B để hấp thụ được những tia sáng này. Như vậy là cuộc thi chung kết của chúng ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi 20 điểm dành cho bạn Quỳnh Hương. Câu hỏi có nội dung như sau. What is a person who illegally enter buildings and steal things for? Thời gian suy nghĩ cho bạn, bắt đầu. Quỳnh Hương chưa đưa ra được câu trả lời. Và cơ hội cho ba thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu. Xin mời Bích Trâm. Câu trả lời của em là burglar. Burglar hay là thief. Xin được chúc mừng Bích Trâm. Bạn đã ghi thêm được 20 điểm. Và rất tiếc chúng tôi phải trừ đi của bạn Quỳnh Hương 10 điểm.
Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành phần thi xứng danh đất học và cũng hoàn thành cuộc thi chung kết năm thứ 5 của chương trình học trò xứ Quảng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm lại điểm số của các bạn đến thời điểm này. Thảo Như đang có 300 điểm. Là số điểm của bạn Văn Hiệu. Hai trăm ba mươi điểm, đó là số điểm của bạn Bích Trâm. Và Quỳnh Hương có 245 điểm. Thưa quý vị, cuộc thi chung kết mùa thứ 5 năm 2020 của chương trình Học trò xứ Quảng đã chính thức khép lại. Và bây giờ là lúc các thí sinh sẽ nhận được những phần thưởng cho những cố gắng và nỗ lực của họ trong suốt thời gian vừa qua. Xin mời các bạn thí sinh lên bục sân khấu để nhận giải. Xin mời hai bạn thí sinh đồng giải ba Hồ Văn Hiệu và Phạm Ngọc Bích Trâm. Xin mời thí sinh giành giải nhì bạn Lê Vũ Quỳnh Hương. Và xin mời quán quân của cuộc thi ngày hôm nay bạn Lê Thị Thảo Như. Thưa quý vị, trong cuộc thi chung kết chương trình Học trò xứ Quảng mùa thứ 5 năm nay thì Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những phần quà tặng cho 4 thí sinh trong cuộc thi chung kết ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời thầy Trương Phú Thông, trưởng ban tài chính Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt thành phố Hồ Chí Minh lên trao những phần quà cho các bạn thí sinh. Thì tài cùng gắng sức chinh phục đỉnh cao, bằng tình yêu khoa học, bằng khát khao đắp xây tương lai. Này bạn ơi, ta học cho xứ Quảng, làm cho tim mình truyền thống đất học ngàn năm. Ta với xứng danh quê hương địa linh nhân kiệt, ngũ phụng tề phi soi sáng bước đường ta đi. Xin cảm ơn thầy Trương Phú Thông. Sau đây trân trọng kính mời ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Phó ban tổ chức chương trình, ông Bùi Ngọc Hà, Giám đốc IEA chi nhánh Quảng Nam lên trao giải ba cho hai thí sinh Phạm Ngọc Bích Trâm và Hồ Văn Hiệu. Cùng thi tài, cùng gắng sức chinh phục đỉnh cao, bằng tình yêu khoa học, bằng khát khao đắp xây tương lai. Ngày bạn ơi, ta học cho xứ Quảng, làm cho tim mình truyền thống đất học ngàn năm. Ta với xứng danh quê hương địa linh nhân kiệt, ngũ phụng tề phi soi sáng bước đường ta đi. Tự hào thay đây học cho xứ Quảng, ta mau cùng về thử sức với ngàn điều hay. Tô thắm ước mơ vươn lên đỉnh cao trí tuệ, để ngày mai đây tung cánh đất xây cuộc đời. Xin được cảm ơn ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo và ông Bùi Ngọc Hà, Giám đốc IEA chi nhánh Quảng Nam. Và xin được chúc mừng hai bạn Phạm Ngọc Bích Trâm và Hồ Văn Hiệu là hai thí sinh đồng giải ba trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông Mai Văn Tư, tỉnh ủy viên, Giám đốc Tổng biên tập Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam, trưởng ban tổ chức chương trình. Xin trân trọng kính mời ông Đoàn Đạt Ninh, Giám đốc điều hành sản xuất lắp ráp và xuất khẩu ô tô Thaco Chu Lai lên trao giải nhì cho bạn Lê Vũ Quỳnh Hương. Cùng gắng sức chinh phục đỉnh cao, bằng tình yêu khoa học, bằng khát khao đắp xây tương lai. Này bạn ơi, ta học cho xứ Quảng, làm cho tim mình truyền thống đất học ngàn năm. Ta với xứng danh quê hương địa linh nhân kiệt, ngũ phụng tề phi soi sáng bước đường ta đi. Tự hào thay đây học cho xứ Quảng. Xin được cảm ơn ông Mai Văn Tư và xin được cảm ơn ông Đoàn Đạt Ninh. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời tiến sĩ Trần Văn Tân, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và bà Huỳnh Thị Tuyết, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lên trao giải nhất và vòng nguyệt quế cho thí sinh Lê Thị Thảo Như, quán quân mùa thứ 5 của chương trình Học trò xứ Quảng. Xin được trân trọng kính mời.
chơi, mang chiếc tuyết cuối xuân. Xin cảm ơn ông Trần Văn Tân và bà Huỳnh Thị Tuyết, và mời hai ông bà cùng ở lại sân khấu để chung vui với các thí sinh. Thưa quý vị, đang dự lễ kỷ niệm 5 năm và cuộc thi chung kết chương trình học trò xứ Quảng năm nay, tổ chức tư vấn du học, du lịch và định cư EduPass, một tổ chức đã đồng hành cùng hơn 10.000 học sinh du học đến nhiều quốc gia trên thế giới, sẽ tặng một suất học bổng 100% chi phí chương trình du học hè 3 tuần tại bang California của Mỹ cho thí sinh chiến thắng tại cuộc thi chung kết năm nay, suất học bổng trị giá 120 triệu đồng. Xin kính mời bà Lê Thiều Hành, giám đốc tổ chức tư vấn du học, du lịch và định cư EduPass, lên tặng suất học bổng cho thí sinh đạt giải quán quân năm nay. Dạ. Xin mời ông Mai Văn Tư và ông Hà Thanh Quốc cùng lên chung vui với các thí sinh ạ. À. Và ông Nguyễn Đức Quốc. Cùng thắp lên niềm tin cuộc đời. Cùng thi tài, cùng gắn sức chinh phục đỉnh cao. Bằng tình yêu khoa học, bằng khát khao đắp xây tương lai. Ngày ba nơi ta học cho sứ quán, làm cho tim mình. Thưa quý vị, như vậy là hành trình mùa thứ 5 năm 2020 của chương trình học trò xứ Quảng đã khép lại. Và chúng ta đã tìm ra gương mặt xuất sắc nhất. Một lần nữa xin được chúc mừng bạn Lê Thị Thảo Như đã là quán quân của chương trình. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm tham gia chương trình của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở ban ngành. Cảm ơn sự tham gia tích cực của các trường, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh trong hành trình học trò xứ Quảng năm 2020. Cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần ô tô Trường Hải, tập đoàn giáo dục quốc tế Nam Việt, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Nhân Thọ IEA, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Ý Cường Thịnh, công ty quảng cáo đất Quảng thành phố Hồ Chí Minh, cùng sự quan tâm theo dõi đón nhận của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.